Hello, chào mọi người. Buồn quá. Mấy bữa nay không có nhìn về nhìn ấy. Xong tự nhiên phát hiện ra là con nhện của mình đang bị bệnh. Mình cũng không biết lý do là tại sao, nhưng tại vì mình cho ăn đầy đủ lắm. Với lại nước để độ ẩm khi nào cũng có hết. Cái hồ nước này mà mình cũng không có biết là tự nhiên sai tại sao hết. Tại vì hôm trước ấy là mình nhìn bình thường ấy, thì cái bụng của nó ấy thì không có bị trọc lông vậy đâu. Mình nghĩ nó bị gì gì hoặc là do cái bụng của mình này, là kiểu như là mình cũng có thay rồi, trước Tết mình thay rồi mà, thay hết rồi nhưng mà nó vẫn sống bình thường. Xong mình cũng không biết lý do gì mà hôm nay cái mụn, mình nghĩ là cái mụn nó bị, hoặc là đến lúc nó bị bệnh hay sao ấy, cái đít của nó bị trọc hết luôn này, đằng sau cũng vậy này, hai bên cũng vậy. Mà hồi nãy là chân tay cúp là hết luôn. Xong đến khi là mình đó, bây giờ nó cử động được rồi này, mình cũng không biết là nó có sống hay không, nhưng mà mình hy vọng là nó sống, đừng có trông nó chết. Mình thay hộp cho nó, rồi lại lấp một ít ít giấy ở giữa, xong mình xịt ẩm lên, mình xịt ẩm lên thì mình sẽ bỏ nó vậy, mình mong là nó sẽ sống. Mình cũng không có biết cách để cứu nó, bây giờ mình cũng không có biết là, tại vì lâu nay mình nuôi chưa bao giờ mình bị như vậy hết. À, còn một con rồi nhỉ, còn một con có làm video trước rồi, nhưng mà con đó nhìn nhìn tại vì cũng tình trạng như vậy, nhưng mà nó cũng hơn con này, con này nó khỏe hơn con kia một xíu thôi, nhưng mà mình hy vọng là lúc mà chuyển hộp thì nó sẽ sống này. Trước khi chết ấy, trước khi nó bị bệnh ấy, là các bạn bình thường nó sẽ cụm chân lại hết, nó sẽ kẹp hết chân này vào trong này, y như cái tư thế chết vậy. Thì mình sẽ giang tay giang chân nó ra, đừng cho nó cúp lại nha, đừng cho nó co lại, nó co lại nó sẽ rút hết người đấy. Cứ để cho nó, các bạn làm sao mà cho tư thế nó được thoải mái, kiểu như là đừng cho nó rút lại, rút lại là có nghĩa là nó sẽ yếu hơn. Mình mong là mình sẽ làm như vậy nó sẽ sống, tại vì bây giờ mình cũng không biết là nó sẽ sống hay không nữa. Mình làm sẽ làm từ mọi cách vậy, đừng có chết nha. Nhưng mà các bạn thấy vậy là các bạn phải thay hộp liền nha, đừng cho nó ở cái mùn này này. Mùn là mình nghĩ là bị bệnh, bị một cái vấn đề gì đó ở trong mùn, hoặc là do con nhện, một chỉ có hai phần đó thôi. Thì mình bỏ phần mùn ra trước rồi, thì chỉ còn một lý do nữa là do con nhện nó bị bệnh thôi. Mình cho ăn bụng nó căng này, không có thiểu gì hết, mà tại sao hôm nay nó bị như vậy ấy. Cũng lần đầu tiên mình bị mà kiểu như là nhện này, mình nuôi từ từ lúc hạt gạo đến tới bây giờ là chắc là tầm cỡ 6 hoặc 7 cm rồi đấy, cũng lớn rồi mà mình không có biết là tại sao bây giờ nó lại như vậy. Chán thật á, đừng có bị gì hết. Vậy đây còn cái chân này này, đừng cho nó rút lại nha, các bạn làm sao cho nó thẳng cái chân ra, đừng cho nó co lại, nó co lại nó sẽ bị rút hết người, là đôi khi nó sẽ chết đấy. Bây giờ nó thật sự nó rất yếu, nó cũng không có mùi luôn ấy, nó không có mùi mùi gì hết, cũng không có bị hôi. Mà tại sao nó lại như vậy, nếu mà ai biết được thì cho mình cái kết quả nha. Rồi còn cách chữa nữa nhá, lỡ mà mình cũng không biết là mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng mà lỡ các bạn biết cách chữa kiểu nhìn mà nó bị gì ấy, thì các bạn cho mình lời khuyên nha. Đôi khi mình đang còn nuôi nhiều con rồi mà, đôi khi nhiều con sau này cũng bị như vậy, thì mình biết cách mình làm, mình chữa cho con nhện. Còn không thì mình cũng hết cách rồi, hết cách cứu vãn nó rồi. Mong là không có sao. Con này là con Red and White này, con cái thật sự luôn. Mình mong là con cái sống cho lâu thôi, nhưng mà bây giờ nuôi ba con nhưng mà nó ra mất hai con đực rồi. Bây giờ còn một con cái này nữa mà tự nhiên nó chết nữa là buồn luôn đấy, cũng không có biết làm như nào hết. Cho nó ít ẩm đi.
cho nó mát người, mà tốt nhất đừng có xịt lên người rồi nha. Chắc mình dừng video này thôi, mình nhìn đi về mà nhìn thấy con nhìn như vậy mình chán lắm. Thôi mình chào các bạn nha.